Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong 4 học viện Phật giáo đào tạo cấp đại học và sau đại học. Trong hơn 4 năm trở lại đây, ngoài mục đích đào tạo kiến thức Phật học chính quy, học viện chú trọng đến việc tu niệm gắn liền với học tập. Hòa thượng viện trưởng, trưởng lão Thích Trí Quảng đã chủ trương học đi đôi với tu, sở học, sở tu phải gắn liền mật thiết trong thời gian học tại học viện. Mùa an cư năm nay, Phật lịch 2563, Hòa thượng viện trưởng đã tổ chức khóa cấm túc 10 ngày dành cho chư tôn đức lãnh đạo hội đồng điều hành, giảng viên và 750 tăng ni sinh viên cộng tu. Về cái việc mà tổ chức tu 10 ngày cho hội đồng điều hành, hội đồng khoa học và ban giảng huấn chung với tất cả các tăng ni sinh, là vì theo cái truyền thống của Phật giáo á, thì tất cả tăng ni đều phải có 3 tháng cấm túc an cư. Nhưng mà riêng về cái các vị giáo thọ thì hầu hết á, là phải đi giảng dạy ở các trường hạ. Cho nên á, là tôi quyết định là chọn 10 ngày đầu hạ để các thầy có thể tập trung lại một chỗ, vừa tu theo luật Phật mà cũng vừa trao đổi kinh nghiệm trong vấn đề công tác giáo dục, để có một cái định hướng mà cho mỗi năm. Thì đây là cái chương trình mà hoạt động. Có thể nói Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong 4 học viện lần đầu tiên đưa vào thực hiện mô hình này, nhằm gắn kết giữa 3 bộ phận lãnh đạo, giảng viên và sinh viên. Khóa cấm túc là cơ hội để tất cả cùng nhau trao đổi, truyền đạt và góp ý cho các chương trình định hướng đào tạo và giáo dục Phật giáo giữa người quản lý, người giảng dạy và đối tượng tu học sát với thực tiễn. Chúng tôi được có duyên tham gia khóa tu 10 ngày tại Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cho hội đồng điều hành, lãnh đạo của các khoa và ban giảng huấn cùng tăng ni sinh của khóa 12 và 13 của học viện, nhằm mục đích là để cùng nhau tu tập hành trì. Như người xưa có nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhờ cộng đồng tu tập mà tạo nên một cái không khí trang nghiêm, thanh tịnh, trợ duyên lẫn nhau. Trong 10 ngày an cư đầu tiên của khóa mùa an cư 2019, năm nay có một cái sự đặc biệt là do Hòa thượng viện trưởng trực tiếp chỉ đạo, thì có cả hội đồng điều hành và giảng viên, thì có một cái lợi, tức là xưa nay giảng viên lên lớp mà không có cái cơ hội để ngồi trao đổi những cái kinh nghiệm giữa giảng viên với nhau, giữa hội đồng điều hành với giảng viên, giữa giảng viên với lại tăng ni sinh. Thì nó có một cái lợi ích rất là thiết thực, là để cho giữa giảng viên và tăng ni sinh biết là có cái những cái ưu và khuyết điểm. Và trong cái 10 ngày an cư này, tuy là thời gian rất là ngắn nhưng mà nó có được nhiều cái lợi lạc. Và nhất là cái từ trường của Hòa thượng viện trưởng, ngài trực tiếp ở đây, và các cái thời khóa từ diễn ra từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm, thì đem lại một cái sự an lạc cho cả hội đồng điều hành, giảng viên và cả tăng ni sinh. Khóa cấm túc lần này, hội đồng điều hành cũng đưa chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm vào giảng dạy cho các giảng viên. Đây là chương trình bồi dưỡng nhằm trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cho các giảng viên tại học viện. Qua 10 ngày tổ chức, tôi thấy nó có cái kết quả rất là tốt, vì có cơ hội các thầy, các cô gặp gỡ nhau và chia sẻ nhau về kinh nghiệm tu cũng như là giảng dạy. Chắc chắn là sau khóa tu này thì mấy thầy sẽ có một cái kinh nghiệm và cái kỹ năng tốt hơn trong vấn đề giảng dạy cũng như là truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Khóa sư phạm lần này thì đối với những cái giảng viên mà trẻ tuổi thì thật sự họ học từ nhiều cái chuyên ngành khác nhau từ các trường đại học trên thế giới. Tuy nhiên có một số vị chưa có kinh nghiệm sư phạm trong giảng dạy, thì bồi dưỡng cái này rất là lợi ích để họ có thêm một kiến thức sư phạm khi họ lên lớp. Ở góc độ là những tăng ni sinh đang tu học tại học viện, thông qua khóa cấm túc của lãnh đạo và giảng viên, họ cũng nhận được những kiến thức bổ ích cho hành trang của mình. Những thời chia sẻ pháp đàm là cơ hội cho tăng ni sinh học hỏi từ chư tôn đức đi trước.
Đây đó thật sự là một cái diễm phúc lớn dành cho hàng tăng ni sinh của học viện khóa hiện tại là khóa 12 và khóa 13. Bởi vì có thể được gần gũi chư tôn đức, không những học những kiến thức mà quý thầy dạy trên bục giảng, mà còn có thể học về những cái đạo phong, những cái mà kinh nghiệm của quý thầy truyền dạy, những cái thân hành của quý thầy, thì làm cho tăng ni sinh vừa trang bị đầy đủ kiến thức về Phật học, vừa trang bị kiến thức về đạo đức. Dạ, con hy vọng là cái mô hình mà là chư tôn đức cùng với chư tăng ni mà an cư kiết hạ trong vòng 10 ngày như vậy á, thì các trường trung cấp Phật học ở trên cả nước cần phải học hỏi theo để tăng ni sinh có những cái bài học thực tế ở trong cuộc sống. Lợi ích thứ nhất là trực tiếp nhất là họ học hỏi được những cái oai nghi, những cái đức hạnh của chư tôn đức, và cũng có cơ hội tiếp xúc là qua 10 ngày thì có là 9 khóa giảng, trong đó có 2 lần của Hòa Thượng Viện Trưởng chia sẻ những cái đời sống, kinh nghiệm tu học của quý ngài, thì chúng con là được trực tiếp tiếp nhận những cái thông tin đó. Tăng ni sinh nương theo chư tôn đức tu tập như được tiếp thêm sức mạnh, như được truyền lửa và thêm lòng vững tin để tinh tấn lướt tới trên con đường tu nhân học Phật. Và con cũng có một tâm tư hy vọng rằng sau dịp sau này không chỉ là 10 ngày ngắn ngủi, mà hy vọng rằng chư tôn đức có thể lưu lại với chúng con thời gian lâu hơn để cái sự truyền lửa ấy, cái niềm an lạc ấy vẫn còn lưu giữ mãi trong toàn thể tăng ni sinh. Thời gian khóa cấm túc tuy chỉ diễn ra 10 ngày, nhưng tất cả đều cố gắng tạo nên sự thành tựu trong việc học, việc tu, trong sự chia sẻ và trang bị kiến thức ở môi trường đào tạo đặc thù là giáo dục Phật giáo. Khóa cấm túc đã để lại dấu ấn mà như lời Hòa Thượng Viện Trưởng nhận định trong buổi bế mạc, rằng Hòa Thượng hài lòng ở khóa cấm túc này bởi sự nghiêm túc và thành tựu mọi chương trình đề ra.